Chào em, hôm nay mình học tiếp môn lịch sử lớp 6. Chúng ta dở sách giáo khoa ra, mình học bài 23. Ghi cái tựa bài vô nè: là những cuộc khởi nghĩa lớn trong thế kỷ thứ 7 và thứ 9. Chúng ta tìm hiểu nội dung số 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi? Thì là năm 618 nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc và nước ta lại chịu sự đô hộ của nhà Đường. Đến năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ. Các châu huyện do người Trung Quốc cai trị, dưới huyện là hương và xã, vẫn do người Việt tự cai quản. Và ở miền núi, các châu vẫn do các tư trưởng địa phương cai quản. Và trụ sở của phủ đô hộ đặt ở hành Tống Bình, Hà Nội ngày nay. Và nhà Đường cai quản nước ta vừa chia thành 12 châu. Thì đó là Phong Châu, Giao Châu, Trường Châu, Ái Châu, Viễn Châu, Quan Châu, Phúc Lập Châu và các châu Kim My ở miền núi Tây Bắc Bắc Bộ. Và cái phụ phủ là đặt ở thành Tống Bình, đây cái địa danh thành Tống Bình trên bản đồ. Rồi, cái đó là đơn vị hành chánh. Sau khi đơn vị hành chánh sắp đặt xong thì chúng tiến hành chính sách là bóc lột. Thì chính sách bóc lột của nhà Đường không khác gì với những cái chế độ trước, đặt ra nhiều thứ thuế nặng nề, chẳng hạn như là cái muối, cái sắt, tơ lụa vân vân, và hàng năm phải cống nạp những sản vật quý mà những cái bài trước mình cũng đã tìm hiểu, như là ngọc trai, ngà voi, sừng tê, những cái sản vật này rất là tìm rất là khó, có thể nguy hiểm cả tính mạng. Rồi chúng ta ghi cái nội dung của cái phần số 1 vô. Đây là cái nội dung ghi. Rồi thì chính vì cái chính sách bóc lột nặng nề đó dẫn đến những cái cuộc khởi nghĩa nổ ra tiếp tục. Chúng ta tìm hiểu qua nội dung số 2, khởi nghĩa Mai Thúc Loan đầu thế kỷ thứ 8. Chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân khởi nghĩa là do chính sách bóc lột nặng nề của nhà Đường, bắt nhân dân ta phải cống nạp những cái sản vật quý và đóng thuế rất nặng nề. Thì chúng ta nhìn trên đây một cái bức tranh, bắt nhân dân ta phải là cống nạp, như chẳng hạn như là gánh vải để sang Trung Quốc để mà cống nạp. Dưới đây có một cái bài thơ như là: nhớ khi nội thất Đường triều, giang sơn cố quốc nhiều điều ghê gai, sâu vả vải vì ai vạch lá, ngựa hồng trần cởi đã héo hon. Thì nó kể về tội của nhà Đường đó, bắt nhân dân ta phải là thành đòi nộp thuế mà đường xa đi rất là vất vả. Rồi cuộc khởi nghĩa này nổ ra vào thời gian nào? Đó là năm 722. Khởi nghĩa nổ ra ở thành Hoan Châu. Thành Hoan Châu. Rồi tiếp ha. Nhân dân Ái Châu và Viễn Châu nổi dậy hưởng ứng, và Mai Thúc Loan thì chọn vùng Nam Đàn, đây là vùng Nam Đàn ở tỉnh Nghệ An để làm căn cứ, và ông là Xuân Đế cho nên người ta gọi ông là Mai Hắc Đế, còn gọi là Vua Đen. Và sau đó ông liên kết với Champa. Champa thì phía dưới cái lực đồ này nữa kéo quân về bao vây cái thành Tống Bình trên đây, và Diên Quang đô hộ của Trung Quốc phải chạy về Trung Quốc. Đến năm 722, nhà Đường đem 10 vạn quân sang đàn áp và Mai Hắc Đế thua trận, đến cuộc khởi nghĩa giành thắng trận. Đây là những cái địa điểm mà nổi dậy hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Những cái đây là mũi tên để mà hưởng đó là phần diễn biến. Chúng ta ghi phần diễn biến vô. Chúng ta qua kết quả. Rồi qua nội dung số 3. Nội dung số 3 là khởi nghĩa Cần Hưng trong thế kỷ 7, trong khoảng năm 776 và 791. Thì Cần Hưng, tôi lượt về đây là cái bức tranh về Cần Hưng, quê ở Hà Nội ở Sơn Tây Hà Nội. Và ông là người có sức khỏe vật cả có cọp, đây thì là cái bức tranh ông cùng đánh cọp.
và cuộc khởi nghĩa nổ ra vào thời gian nào? Thì cái nguyên nhân giống như cái nguyên nhân của khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, chúng ta qua các phần diễn biến. Khởi nghĩa nổ ra vào năm 776, Phụng Hưng cùng em là Phụng Hải. Khởi nghĩa ở Đường Lâm, đây khởi nghĩa Đường Lâm nơi có lá cờ, và nhân dân nổi dậy hưởng ứng, giành được quyền làm chủ vùng đất của mình. Tết năm ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân về bao vây thành Tống Bình. Đây là cái thành Tống Bình trên bản đồ, là Viên Quang đô hộ của Trung Quốc, phải rút về cố thủ ở thành. Tin bệnh rồi chết, Phùng Hưng sắp đặt về cai trị. Và một thời gian sau, Phùng Hưng mất. Phùng An nói người cha năm 791, nhà Đường đem quân sang đàn áp và cuộc khởi nghĩa thất bại. Đây là cái nội dung ghi bên phía tay phải luôn à. Kết quả năm 791, nhà Đường đem quân sang đàn áp, cuộc khởi nghĩa thất bại. Thì hiện nay còn cái nhà thờ Phùng Hưng tại đền thờ làng Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Rồi bài đến đây là hết. Chúng ta về nhà học bài này và đọc trước bài 24 trong sách giáo khoa và tìm hiểu nước trong ba. Mình tìm hiểu chủ yếu là phần thành tựu về văn hóa, còn hai cái phần kinh tế và giáo dục thì chúng ta giới hạn. Rồi xin chào các em.